Trước mắt chúng ta sẽ là cuộc đối đầu giữa thủ FC Điền Anh Bình và các thủ FC Sen Thanh Hóa. Đây là trận đấu nằm trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng B giải bóng đá ô tô văn Thanh Hóa Victory Silver Bear. Trọng tài đang cho hai đội làm những công tác cần thiết trước khi bước vào hiệp một của trận đấu này. Trực tiếp trên hai mặt bên này, chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của cả hai đội. Đứng trước bóng đang là đội trưởng Anh Dũng của Điền Anh Bình. Như vậy hiệp một của đối đầu giữa các thủ FC Điền Anh Bình và FC Sen Thanh Hóa đã bắt đầu. Vẫn đang là Điền Anh Bình. Như vậy đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các cầu thủ FC Điền Anh Bình rồi. Rất bất ngờ, và đó là bàn thắng của Minh Hiếu. Không hiểu hàng phòng ngự bên phía FC Sen Thanh Hóa đã ở đâu ở tình huống này. Họ để cho Minh Hiếu thoải mái thoát xuống và có một tình huống dứt điểm. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Được chuyền là rất hay. Hàng phòng ngự bên phía FC Sen Thanh Hóa thì đã rất sơ hở tình huống này. Nếu như để cho số 14 bên phía FC Sen có cơ hội và khoảng trống thì chắc chắn thành bên Mạnh Tùng làm gì đây? Đường chuyền của Mạnh Tùng rất nguy hiểm, một bàn thắng cực kỳ tinh tế. Đó là bàn thắng của Huy Hoàng. Huy Hoàng đã giúp cho các thủ FC Sen Thanh Hóa quân bình tỷ số 1-1. Chúng ta xem lại cú dứt điểm rất nhẹ nhàng và tinh tế đến từ Huy Hoàng. Trước đó thì chúng ta tưởng như rằng Huy Hoàng sẽ đập nhả đối với Mạnh Tùng. Nhưng không, anh có một cú giật gót trên hàng công của thủ FC Sen Thanh Hóa. Được chuyền của Trọng Đạt. Và đây là cơ hội dành cho Minh Phúc. Bàn thắng thứ hai rồi. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Một pha phối hợp đã xé toang được hàng phòng ngự bên phía FC Sen Thanh Hóa. Các thủ FC Sen Thanh Hóa thì đã quá tập trung vào pha xử lý của Minh Phúc. Và Minh Phúc thì đã kiến tạo để cho đội trưởng Anh Dũng ghi bàn. Và lần thứ hai thì các thủ FC Điền Anh Bình đã vượt lên. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Cả thủ thành Ngọc Năm cũng như rất nhịp nhàng. Cánh trái đang là Minh Phúc. Vẫn đang là Minh Phúc. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Chút nữa thì đã có bàn thắng thứ ba. Minh Phúc thì vẫn đang chơi rất hay. Phối hợp tung lên không được. Vẫn đang là các thủ FC Sen Thanh Hóa một tình huống xử lý hơi chần chừ, và đây là cơ hội phản công dành cho Điền Anh Bình. Bóng vừa rồi cột dọc thì các thủ FC Điền Anh Bình đang tạm thời dẫn trước FC Sen Thanh Hóa với tỷ số là 2-1. Đường chuyền của Trọng Đạt dành cho Minh Phúc. Đó là cú dứt điểm của Anh Dũng, nhưng vẫn chưa chiến thắng được thủ thành Ngọc Năm. Đầu hiệp 2 bên phía các thủ FC Sen Thanh Hóa. Và đây là Mạnh Tùng. Cơ hội dành cho Mạnh Tùng. Bàn thắng quân bị tỷ số đã đến. Chỉ một khoảnh khắc thôi. Chỉ cần một khoảnh khắc mà hàng phòng ngự bên phía Điền Anh Bình đã để cho Mạnh Tùng có khoảng trống, thì ngay lập tức số 14 bên phía FC Sen Thanh Hóa thì đã có một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Xuất phát từ đường chuyền đến từ Hồng Khang. Và đây là một tình huống mà Trọng Đạt đã không theo kèm. Anh đã không theo kèm sát đối với Mạnh Tùng. Và chỉ cần như vậy thôi thì Mạnh Tùng đã... Vẫn đang là Điền Anh Bình. Trọng Đạt. Như vậy đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2. 3-2 dành cho các thủ Điền Anh Bình rồi. Và đó là cú đúc bàn thắng của đội trưởng Anh Dũng. Trước đó là cú dứt điểm đến từ Trọng Đạt. Và thủ thành Ngọc Năm thì chỉ cản phá được cú dứt điểm của Trọng Đạt thôi. Còn là cú dứt điểm của Anh Dũng thì khung thành đã bỏ trống rồi. Chúng ta xem lại bàn thắng của Anh Dũng. Cả Hồng Khang cùng với Ngọc Năm thì đã không thể giúp cho các cầu thủ FC Sen Thanh Hóa tránh được bàn thua. Thời gian thì vẫn còn đủ để cho FC Sen có thể nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng. Và đây là cơ hội dành cho các cầu thủ FC Điền Anh Bình. Như vậy đã có một cú hat-trick dành cho Anh Dũng rồi. Tỷ số đã được nâng lên thành 4-2 dành cho các thủ FC Điền Anh Bình. Cách biệt lúc này đã là 2 bàn rồi. Và lần này lại cũng là một bàn thắng rất dễ dàng của Anh Dũng. Trước đó là cú dứt điểm của Bá Ngọc. Chúng ta xem lại cú phất bóng rất chính xác của Kim Sĩ. Bá Ngọc thì đã dứt điểm. Và công việc còn lại của Anh Dũng thì là rất dễ dàng. Huy Hoàng, đường chuyền của Huy Hoàng, và đây là cơ hội. Vừa rồi là cơ hội dành cho Quang Đông. Không có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho các thủ FC Sen Thanh Hóa. Với vị trí của Bá Ngọc. Bá Ngọc đã dứt điểm. Thành Ngọc Nam thì đã cản phá. Sẽ là số 7 Quang Đức. Quang Đức rất nguy hiểm, như vậy đã có bàn thắng thứ 5 rồi. Bàn thắng thứ 5 dành cho các thủ FC Điền Anh Bình. Rồi là một tình huống mà hàng phòng ngự bên phía FC Sen đã thi đấu mất tập trung. Và bàn thắng đến do công của Bá Ngọc. Chúng ta xem lại tình huống phối hợp đá phạt thành bàn của FC Điền Anh Bình. Tỷ số lúc này được nâng lên thành 5-2 rồi. Cách biệt đã là 3 bàn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 5-2. Đó là bàn thắng của Bá Ngọc. Quang Đức.
Xin chào bạn Nguyễn Hồng Anh nhé. Như vậy đã có bàn thắng. Chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Bàn thắng là của Quang Đức. Bàn thắng nâng tỷ số lên 6-2 rồi. Tô Văn Duy. Văn Duy đã phạm lỗi với Minh Phúc. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu thì cũng đã vang lên. Kết quả cuối cùng ở lượt trận thứ 2 của bảng B giải bóng đá ô tô Phan Thanh Hóa Cúp Thariu Silver Beer Season 3 năm 2022 thì các cầu thủ FC Điền Anh Minh đã vượt qua các cầu thủ FC Sen Thanh Hóa với tỷ số là 6-2.